dân miền Tây kính chào quý bà con. Hôm nay mình trả lại cái miếng đất 12 công tầm lớn của mình bà con. Đất có cái hiệu cái máy bơm cấp 2 và cái cây đằng đó đó bà con. Và cái xe mình đang đậu đó đằng đó đó bà con. Cái máy đang bơm đó bà con. Và hôm nay mình sẽ đi xịt thuốc cái cử châu điều bà con ơi. Đây. Hôm nay mình sẽ đi quay và chia sẻ cho bà con cái cử xịt thuốc châu điều, và mình sẽ dùng cái thuốc khác hơn ở nhà, miếng đất nhà mình bà con ơi. Lúa còn đang chưa á họng, chưa hép lợn nữa bà con. Đây. Đó bà con. Chưa hép lợn hết nữa bà con ơi. Giờ này là 1 giờ mấy, 1 giờ rưỡi rồi mà lúa chưa hép lợn hết. Và mình sẽ hôm nay mình sẽ chia sẻ thuốc cho bà con xem nha bà con. Đây. Chứ có anh nói lá đại gì mà chỗ bông sao chúng được. Chúng là bông nó nhỏ thiệt mà nó sệt bông nha bà con. Đây bông thì miếng đất này thì theo mình thấy, mình cảm nhận thì nó không có bằng cái miếng đất đất nhà của mình. Bông thì nó không có đạt bằng đất nhà như đất nhà của mình. Mà có cái nó dày bông hơn. Nó cũng dày, khá là dày bông hơn. Và cái đất này đất phèn thì mình không có so với đất nhà mình được. Vì đất nhà mình là đất mứt đó bà con. Đây, sau đây mình sẽ lấy thuốc xuống và mình chia sẻ cho bà con về thuốc mà mình xịt nha. Thì thuốc mình xịt ba thứ rồi bà con ơi. Đây, sau đây là thuốc là mình chia sẻ cho bà con. Đầu tiên bà con, mình sẽ chia sẻ cho bà con cái thuốc mà bà con thường dùng, thấy là để dùng trị đậu ôn của bà con. Đậu ôn thì mình dùng là Philia bà con ơi. Philia của Sinta nha bà con. Philia này chai của Sinta. Chai như là trăm mấy bà con. Hôm mình mua mà mình chưa có coi sổ nữa. Hình như là trăm mấy á, 140 á, 150 á bà con. Philia là mình dùng để trị đậu ôn nha bà con. Còn mà về lép đắp về cái sản phẩm mà vi khuẩn á, vi khuẩn là mình dùng Totan bà con ơi. Totan là mình dùng có một gói à. Tại vì mình nghiêng về cháy bì lá hơn là lép vàng. Cái thẻ Totan này trị lép vàng khá là hay nha bà con. Khá là ok luôn á. Nhưng mà lép vàng là bà con phải dùng hai gói lận. Hai gói trên một bình. Còn mình là còn cháy bì lá thì bà con dùng một gói thôi. Nó cho nó lợi thuốc nha bà con. Còn bà con nghiêng về lép vàng, vừa lép vàng và vừa cháy bì lá thì bà con dùng hai thẻ nha. Mình thì nghiêng về cháy bì lá và ngừa một phần ngừa lép vàng thôi. Chứ em có thật sự là đặc trị lép vàng nên mình dùng có nửa liều bà con, là một gói thôi. Thằng này nó cái sản phẩm Totan này y gan cái tựa tựa như cái sản phẩm cái gì của bio của Tân Thành đó bà con. Cái này Totan thì của Lục Chờ, còn bio thì của Tân Thành. Mà bio thì cái lượng thuốc á thì nó gấp đôi nha. Lượng thuốc hình như là mình nhớ là 405 hay gì cái lượng thuốc của bà con. Và cuối cùng là cái sản phẩm cuối cùng mình dùng để trị lem lép hạt của bà con. Lem lép hạt là mình dùng Amethytop Super nè bà con. Cái hợp chất thì axit chubin và cái mùng và cái hợp chất thứ hai là trong chatin bà con. Mình chỉ đọc được một số hợp chất thôi bà con ơi. Vừa chị đậu ôn và lem lép hạt luôn. Cái chai này á, nó tự tựa như cái chai của hét đó bà con. Cái chai hét của cái chai này tự tựa như chai hét nè. Y gan, y hợp chất và lượng thuốc bằng gan chai hét luôn. Mà có cái là giá thành cái chai này nó rẻ hơn nha bà con. Hình như là rẻ hơn hét thôi vậy. Mình đó giờ mình cũng không có xài hết nên mình cũng không có nắm rõ, nhưng mà một số nông dân khác thì
Vậy he dùng hết á, mình có hỏi giá là chai hết như 300 mấy á. Rồi chai này nó rẻ hơn chai hết rồi bà con. Đây, vừa chị đậu ôn và lên lớp hạt. Nhưng mà cái này người ta để là pha 20 đến 25 cho bình 25 lít. Mình pha 35 mà bà con ơi. Như chai hết thường ta pha 40, 50 không á. Chỗ mình có người nông dân là pha 60 luôn á, chai hết á. Hết xịt nặng lắm. Có người nông dân giỏi ở chỗ mình là xịt hết nặng lắm nha. Mình thì xịt tèn tèn thôi bà con ơi. Tại lúa mình cũng khá là dày. Cái quê mình nó gõ cái hợp chất này nè bà con. Hợp chất axit trong min này nè. Nó cái hợp chất này nó vừa chị lên lớp phạt nhưng mà nó có khả năng là thuốc dưỡng luôn bà con. Nó vô hộp luôn á. Cái hộp là hộp lúa bà con xịt cái hợp chất này mà 2-3 cử luôn á, là bà con nhìn cái hộp lúa hoặc cái bông lúa nó cái màu lúa nó khác hơn ta. Cái màu lúa nó mướt lắm. Màu lúa nó mướt, nó xanh hơn ta bà con. Nên bà con cũng cân nhắc điều đó. Mình dùng chỉ 3 sản phẩm này thôi bà con ơi. 3 sản phẩm. Một cái dàn lúa khi mà lúa công mình sẽ giới thiệu cho bà con xem cái thuốc mà mình xịt vô hộp nha bà con. Vô hộp và lúa mình thì khả năng thì chưa đều hết tại vì nó còn ở dưới nè bà con ơi. Nó còn núp ở dưới một mớ nữa. Đây. Bà con. Nó chưa trồi lên hết rồi bà con. Thôi bây giờ mình xin kết thúc tại đây bà con ơi. Chúc bà con nhiều sức khỏe và mừng lúa trúng mùa nha. Chào bà con.